Năm 1907, tên Gen Uyui 15 tuổi đã có 3 vợ. Vì mâu thuẫn gia đình, anh dắt tất cả những con vợ mình đi lang thang, rồi sau đó gia nhập sát quỷ đoàn. Gia đình của Kane bị quỷ sát hại, cô bé cùng Shinobu đã đi theo nham chủ tham gia sát quỷ đoàn. Năm đó Shinobu 10 tuổi, Kane 13 tuổi. Trong năm đó Genitsu cũng đã được cựu minh chủ nhận nuôi. Năm 1908, năm này Tengen đã lên làm âm chủ. Giyu và Sabito 15 tuổi cùng lên núi Fujikasane tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng. Sabito đã bị quỷ tay giết chết khi cô cứu đám bạn đồng hành với mình. Năm đó Giyu vượt qua được kỳ thi nhưng anh rơi vào tự kỷ. Năm 1910, Kane trở thành hoa chủ, là người mạnh thứ hai trong số các trụ cột. Giyu cũng lên làm thủy chủ. Viêm chủ Shinjo-Yuro sau cái chết của vợ mình bắt đầu trở nên chán đời, uống rượu liên tục, gã xé cuốn sách viêm chủ tổ truyền nhà mình, ngăn cản không cho con mình làm sát quỷ nhân nữa. Trong năm này, Kane 16 tuổi cùng Shinobu 13 tuổi